giới thiệu một partner từ miền Bắc, chị Lưu Thị Bích Nguyệt, chủ tịch WLIN miền Bắc, chủ tịch WLIN Pearl. Xin trân trọng giới thiệu chị Lưu Bích Nguyệt ạ. Và ngay bây giờ thì chị Lưu Bích Nguyệt chị Lưu Bích Nguyệt sẽ chính thức trở thành chủ tịch WLIN miền Bắc.